Hello anh em, và ba trong một trong ba xe trong dự án làm 2 tuần của mình xong rồi. Và đây là chiếc Dream biển 97, một chiếc dọn nhẹ nhàng nhất. Và đây tổng hóa đơn, camera quay hết hóa đơn đấy. Và đây mình sẽ đối chiếu cho các bạn là 6540 trong cái hệ thống phần mềm này của mình có. Mình sẽ cho các bạn xem dành chu 6540, con anh Dream biển 97 đấy, tất cả mạ nha. Đây nó từ đây nó đưa sang rồi đấy. Và tổng tiền anh ấy phải thanh toán là 6.540.000 cả vành luôn nhé các bạn nhé. Vành nan hoa Racing Boy, rồi vành ốc chỉnh tầm, rồi cao su để chân, rồi là rè trước, rồi tất cả các thứ là yếm nhất là mới hết rồi. Và cả bộ tem Super Dream Family, như anh em thấy là cái đoạn mình có thấy là cái tem Dream ấy, tem Dream nó là những cái miếng rời, và sau khi dán lên nó yên này. Khách lại thích để zin, khách không sai. Ok anh em, và bây giờ mình sẽ đi review cho các bạn con xe Dream dọn 6.5 triệu này nhá. Và hãy để nghe tiếng máy xem nó có êm du long lanh không. Chúng ta cùng đi nào. Mình sẽ đi review cho anh em con Dream này nhá. Chạy rất là nhẹ nhàng. Và tiếp theo nữa là bây giờ tiên công đi tham quan luôn con Dream đỏ xem sắp xong chưa. Được không? Chú có nhà có gym không chú? Chắc chú tầm này chú mới là những người chơi gym. Đến phủ luôn Thanh Hóa nhận được 7 phủ. Giật giật gym đấy. Xe này cháu làm lại mới hết luôn. Trọng sách ở làm lại hết. 182 Ngọc Khánh Ba Đình. Đấy, đây là hôm nay mình sẽ review cho các bạn. Thì như anh em đã xem cái đoạn đấy video rồi. Tại sao mình không mạ tất cả cái này mà mình chỉ có mạ mỗi cái tay sách và cái thun này? Vì cái này nó giá trị nó rất là rẻ, nó không quá đắt, nên là mình giữ nguyên cho khách. Và khách điều kiện tài chính khách chỉ cần thả vào đấy là khoảng tầm 7 triệu quay đầu, nên là mình làm sao mà tiết kiệm nhất cái chi phí có thể. Nhưng mà những cái này các bạn này, nó không thể là mua nó rất là đắt, mua hàng xịn nó rất là đắt, mà còn hàng Trung Quốc thì không tính tiền rồi. Nên là mình đã mạ lại cái này và mạ lại thụt. Vì tại sao? Thụt zin của khách vẫn còn rất là ngon đấy, nên là mình đã mạ lại. Còn những cái đồ bên ngoài mà không ấy thay thế được thì mình đã ấy ạ. Và đây là các bạn thấy không, những cái cụm công tắc này thì mình cũng có cụm công tắc xịn của Honda của Indonesia, nhưng mà vấn đề là cái cụm này của khách còn quá ngon. Thì anh em có thể xem lại những cái vlog trước là mình có show cho các bạn xem cái hệ thống dây điện của nó ấy. Dây điện nó cực kỳ là bẩn, nhưng mà nó còn vẫn còn nguyên rắc chiếc các thứ còn nguyên đét luôn, nên là mình chỉ có vệ sinh rửa sạch sạch sẽ thôi. Thì đây là chiếc xe mình đã dọn zin. Thì hiện trạng anh em nhìn có thể thấy là những cái mà nó đang hơi bị không được liền lạc. Đấy là gì? Cái nắp đồng hồ này, cái pha đèn này. Và tiếp theo nữa là đôi lốp.
thì lốp này vẫn là lốp cũ mà mình chưa rửa xe vì tại sao thì sau khi dựng xây lên xong đây thì mình quay vlog luôn cho anh em xem, quay với anh em thì những cái mà mình không cần thiết mình phải làm thì mình giữ lại khách chưa có nhu cầu thay. Đây là Kasumina, lốp Kasumina. Còn nếu mà để mà thay đôi lốp Indu và hoặc lốp Pirelli trước là 70 sau là chạy 80 thì quá đẹp luôn. Tại sao lại thế? Bởi vì là cái vành này là vành Goshi xịn. Đấy, vành Goshi xịn. Như anh em biết rồi, vành Goshi của Dream ấy. Đây, camera quay sang đây cho anh cái đầu xe. Thì vành Goshi của Dream thì nó lại là trước 1.2, sau là 1.4. Nhưng mà để làm gì để đi được những cái lốp nó to hơn thì mình chơi là theo đúng vành của Way là 1.4 và 1.6. Đây, vành Goshi đây. Goshi 1.4 đây. Goshi xịn. Đấy, thì anh em có thể thấy cái nan này là nan của Racing Boy nhá. Nan của Racing Boy. Vành sau thì mình sẽ chơi Goshi 1.6. Đấy. Thì để mà ngon nhất thì anh em có thể đi lên con lốp này, lốp Kenda gai rất là nhảy luôn. Lốp này cực kỳ chán. Thì đây, các bạn thấy không? Cả vẫn còn này, tất cả là mới nhưng riêng cái con xăm lốp là cũ. Đấy. Thì cái này là vành này mình thay bằng Goshi của 1.6 của Quay. Đấy, thì tất cả những đồ này mình sơn lại, riêng cái báng chân này là làm đang hơi bị fail một tí cho khách. Nên là anh khách có xem video thì em xin lỗi vì cái này là mình gửi đi để đánh nhôm rồi. Thằng cô em nó chuyên đánh nhôm, đánh cổ inox các thứ nó chuyên đánh cho mình thì quên mất gửi sót để ra ngoài, nhưng mà quên mất sót là không gửi đi. Đấy là cái này là thật sự là đôi báng chân này là một cái mà không ưng ý trong cái bản dọn này. Thì cái này là do là nó khi mà lắp lên rồi mới biết là nó không đánh được, nên là nhà mình tự đánh nên là trông nó hơi bị fail một tí, nên anh em thông cảm nhé. Thì tổng thể con này thì anh em biết giá tiền mình dọn rồi, 6.500.000 cho thay thế rất là nhiều. Còn anh em muốn là xem thay thế những cái gì thì có thể chụp ảnh lại cái màn hình để xem cái màn hình con máy này, nghe cho các chú ở đây thẩm chị thẩm cô cháu quả máy này xem có được không. Ok không thì đến lúc mà quay cháu quay vào video ấy mọi người bảo máy nổ vẫn to, em rút thế đâu chú, ngủ nghỉ luôn. Camera đưa thẳng vào cho anh bịt cái bô lại, ngủ nghỉ không chú? Xe như ngủ gật luôn. Đó, con này là máy này là thật sự là cái chân chống này đi, chân chống xịn của khách xịn, nhưng mà các bạn là bây giờ nếu mà thay lên, nếu mà thay chân chống xịn nó lại mất rất là nhiều tiền nên là khách không muốn thay. Nó còn phải liên quan đến là chi phí của khách nữa. Đây này chú này, cháu bảo thay cái mặt đồng hồ xịn mà khách không thay này. Cái yếm phải tư vấn mãi khách mới thay cái yếm xịn Honda xịn 285.000 cái yếm và khách mới thay đấy, chứ còn không là khách dùng lại yếm cũ. Tổng thể xe, cả cái xe nó liền lạc, nó đẹp rồi. Cái hệ thống chân chống này nhá, thì nói thật với bạn là rất nhiều anh em nói là cái chân chống của hàng gia công ấy, thì nó mình nói cá nhân mình thì mình tư vấn các bạn là lên thay cái những cái bộ chân chống đấy, vì tại sao nó rất là rẻ, nó lộ quá, nó rất là rẻ. Những cái chân chống đấy nó đã sơn sẵn rồi, nó rất là rẻ đẹp. Ngoài cái phun vào rồi bây giờ sau này nó không nào không chú, cái máy này cháu lại tất cả đồ sơn này cháu bảo hành 6 tháng vì bọn cháu chuyên sơn cho máy to, nên là cái lớp lót này của cháu rất là tốt, nên là cái máy to thì nó nóng hơn nhiều. Nó là cái bộ bung sơn của nó bung từ chân bung ra chứ nó không phải bung ở với bề mặt đấy. Máy sơn chú không bằng được chất da zin, nhưng mà nó phải được 90. Chú nhìn công nhận không? Đấy, cái da này da zin thì mình không dám khẳng định là mình sơn 100% da zin. Mình mà sơn được 100% da đúng cái chất da máy zin thì mình thì phải đi làm Honda mẹ luôn. Chứ không ngồi đây dọn xe quay vlog cho anh em nữa. Chứ đấy là đấy, cái đây là thực tế. Còn những cái đồ mà mình thay lên như cái tem này thì mới dám khẳng định luôn, tất cả anh em nào phát hiện tem này là tem copy, mình tặng cả xe luôn. Mình lấy xe khách thì mình tặng cho các bạn luôn. Đấy. Vì con tem này là nó tem hai lớp chú ạ. Đây là một lớp ngoài này và lớp này là lớp đè lên. Đấy, camera có thể quay được cái lớp nồi lên đây không em? Đấy, hoặc là anh em có thể xem lại cái vlog trước là mình có sâu cái tem Honda chỗ này là nó chống ra. Đấy, thì con này là gọi là tem của Family, những cái bản mà Dream Family thì nói là khó đặt thì nghe nó cao siêu quá, nghe kiểu mình là vô đối, nhưng nói thật là đặt con này thì nó cũng không phải là khó, nhưng mà cũng rất là ít người đặt. Bởi vì tại sao? Vì là nó đắt, nên là đặt về cho khách dán lệch dán điếc các thứ là nó phải bảo hành bảo điếc các thứ là người ta ngại cái vấn đề đấy. Nhưng mà tiện là mình làm con xe cho liền lạc đẹp đẽ rồi. Thì như con này ấy thì anh em có thể comment bên dưới xem là ý của mình hợp lý không. Thứ nhất là cái mặt đồng hồ, mình nên thay cái mặt đồng hồ Dream Thái, nó khác nhau ở chỗ này, nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Đấy, các bạn có thể xem cái video lúc đầu
mặt đồng hồ rim Thái lên sẽ rất là đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, thứ nhất là mặt đồng hồ. Thứ hai là mình thì cá nhân mình vẫn thích chơi con 2543 hơn. Vì tại sao? Vì cái âm thanh của 2543 nó rất là sướng. Và tiếp theo nữa là đôi lốp. Đôi lốp là một cái thứ mà rất quan trọng liên quan đến vận hành, liên quan đến độ dung của xe. Và cái đồng hồ này thì một tí nữa mình sẽ mang đi mình đánh bóng cái đồng hồ và cái pha đèn để làm sao mà nó thật sự là nó đẹp được trong đúng cái khả năng của mình. Đây, như các bạn thấy không? Như cái này tí nữa mình sẽ đánh bóng hết này. Đấy. Lôi ra đánh bóng hết, xà xếp ra thứ. Và tiếp theo nghe của máy. Máy chất sướng luôn. Đúng kiểu gần gù luôn. Với nếu mà mình mà dọn dream như này ấy, mình sẽ chỉ lôi ra đi cà phê, cà pháo, đi chơi hàng ngày thôi. Mình sẽ đi làm hàng ngày bằng con chiếc xe này. Chứ mình sẽ không không để đi để chở hàng, thổ hàng. Con xe này là xe đi chở đồi. Đây còn những cái mà anh em nhìn thấy cái lốc máy ở những mình quay ban đầu đến đây, cái cổ dream này nó vẫn còn bị đấy. Cái này là lớp mạ nên không quay được, nên là vẫn còn bản chất đất đồi luôn. Thì cái bộ dây của mình tháo ra ấy, nó toàn đất đồi luôn. Và máy này mình rửa sạch sẽ này, rửa thôi nhá. Rất là nhiều anh em hỏi mình dùng hóa chất gì, thì nói thật với các bạn là dùng hóa chất thì nó sẽ bị chỗ loang lổ. Thì cái này là mình rửa bằng sumo với cả dầu, ủ dầu thôi. Đấy. Chứ mình không làm gì đến con xe này. Thì giá thì mình đã có nói ở trên clip rồi, nên là cuối clip này mình sẽ không nói. Thì đây là một trong 3 chiếc mình đã làm xong. Và chiếc Dream mình ngay sau đấy mình sẽ show cho anh em một chiếc Dream dập zin nhưng mà lại thêm một tí đồ chơi kiểu nhỏ nhắn xinh xắn nữa, xem nó lên 17 triệu lên được những cái gì. Và sau đấy nữa là chiếc Dream khủng khiếp, Dream tàu, lên máy 54 rồi lên đồng hồ Uma rồi lên đĩa các thứ rất nhiều. Thì hãy xem nó lên được những cái gì. Và bây giờ là mình xin kết thúc video ở đây. Đừng quên là like, chia sẻ cho mình nhá. Cảm ơn tất cả anh em, vì mình rất muốn nhiều bạn biết đến mình về cái việc mình dọn xe zin. Mình vẫn dọn way zin các thứ, dọn xe nhỏ vẫn nhiều chứ không phải là làm mỗi xe to. Và sau khi mình làm xe zin này thì không có nghĩa là mình sẽ không làm xe to nữa. Mình vẫn làm cả xe to, mình làm hết. Cái gì ra tiền mà làm ăn chân chính thì mình làm thôi. Ok anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog tới. Và đừng quên chia sẻ cho con béo ô tô nhá.